like a Hellcat. Hi baby, chào các bạn, mình là Linh đây. À, yeah. Ôi, hôm qua có vẻ mình không làm được clip vì một sự thật nó quá là ngu người. Mình định làm clip dài, cuối cùng là nó không load được, trời ơi. Thế là mất nguyên một ngày để load đi load lại và nó toàn lỗi. Thôi, mình sẽ làm clip ngắn thôi nhé, các bạn thông cảm. Từ lúc nào cay lắm luôn đấy. Đồ to này. Thật thanh niên chưa vào chết rồi. Ok ạ. Ui thôi, vẫn có hai viên mà ngoẻo luôn rồi. Tại vì thế nó, ui, đồ to kìa. Ui, ra đây. Ui, nguy hiểm đấy. Ui, tôi dòng rồi. Ui, vào đây. Vào đi, bảo kê. Ui, ra đây. Ui, hơi ít dòng nên mình có thể trôn nhưng mà đông thì mình phải bắn chết đấy. Vào đây, ui dồi ôi. Khó cận chiến quá, khỏi này nó yếu mà. Nên căn cận chiến cứ khó luôn, lại còn đầu to nữa nhỉ. Rồi, vào đây. Chà, ok. Thằng kia, tao hận mày. Cần mãi mới được cái thời điểm ngon ngon thì nó ăn mất rồi. Ồ, được top luôn rồi. Mới đầu ván mà. À đi, đây rồi. Chà. Cảm ơn nhá. Úi, đầu to kìa. Để sau kìa em ơi. Úi, sao nhìn đầu to nguy hiểm ấy. Nhìn nó nhảy giống kiểu nhảy trong xe ấy, nhảy lùi nhưng mà đây nó cũng không ăn thua. Ủa kìa. Thơm. Chà. Ui kìa. Anh đi các bạn. Ôi chết rồi. Cái chế độ bắn 3 viên này hảo hết. Thông mà đi đấy. Bắn nó. Ui ôi chết luôn kìa. Đồ to đằng này này. Ui. Ôi mình mới thấy nó vụt một cái mà. Bơi vào đây. Ui, nhìn nó đi xen kẽ nhìn đẹp vậy. Ui, sao đông này. Ui, xong rồi. Ui. Vào đây. Quẩy lên. Chạy đi. Ui, bắn đồ to như mũi đốt thế này. Ui, tôi xôi. Ui, có bom này. Ui, tôi xong rồi. Ui. Vào đây, con đầu to này bắn mãi không chết kìa. Ui, đâu nhỏ kìa. Ui, bình tĩnh nào. Nó không nhìn thấy mình. Mình đi ngang qua nó như kiểu nó quay mặt vào trong nên là nó không để ý. Thôi xong. Đang sướng giết được con đầu to, nhỏ thế. Ui, 8 kill, mới đầu ván luôn. Cũng câu gần hết giờ. Bây giờ clip mình sẽ là clip funny về khẩu Mauser. Mình thấy nó bắn hay, chặn zom tốt mà kiểu như là nó bị như là lâu ít người dùng. Giờ nhiều lục quá rồi, đủ có thể lại lục rồi. Ra đấy. Khổ đấy. Nó đi chặn đường mình. Quẩy lên. Rồi. Ủa. Bởi này súng khỏe quá. Khỏi này thì chặn do mà chứ bắn thì nó yếu lắm. Nhờ được cái nhiều đạn với cả cái chức năng đặc biệt nhìn hay. Hello. Rồi. Thế nhá. Vào đây. Để cận chiến con này chứ.
Ui, một băng mà chả thèm nhảy luôn này. Rồi, vào đây nào. Chà, ok. Ây, 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 thôi. Rồi, cứ đợi, đúng không, cận chiến này, kiểu gì cũng có thằng nó phá đám. Rồi. Cầm lục này đi săn thì vui bởi vì nó có cơ động mà. Với cả nhiều đạn thế này thì cũng không kém Infinity là mấy đâu. Rồi đây nào. Đồ to đi chặn đường mình. Mình nhảy lên đây là hết chặn nhá. Quẻ đấy. Hai thanh niên đang thơm nhau à. Ủa đây. Ơ đâu rồi. Thấy con đồ nhỏ đây cơ mà. Đi săn con đồ to vẫn vui hơn. Ra đây. Thanh niên ảo tưởng sức mạnh. Cào làm sao mà lên đến đây được. Trời ơi. Mà điếu quá. Ôi ôi. Ôi cổ khô đạn này. Nóng nhé. Quẩy lên nào. Chạy kìa, chạy kìa. Đây rồi. Này chạy. Ủa ôi, nó đứng tận ra đằng này. Quẩy lên em ơi. Ôi tui 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 tui. Trời. Tự nhiên con đồ nhỏ nó chui đâu ra đấy. Vào đây. Này thì giúp này, nó đang hồi máu đấy. Ôi. Ôi thằng con đồ to này khôn đấy. Ôi ôi. Bọn này súng khỏe quá. Toàn Thompson với cả PP19 với heo chó này thì sống sao được. Quẩy lên. Đây này. Ôi ôi ôi. Ui véo kìa, véo kìa. Thấy véo rồi nhá. Ui. Ui. Mình cào phân nó là chết em may quá. Nó kiểu nó giật mình, nó không cào chúng. Ui, cái chiến này. Sao bây giờ rồi. nó nhảy nó không chết. Sao mình có thể nhỏ như vậy nhỉ. Mình thấy cuối giờ nên thôi mình cứ liều thử nhưng mà. Nó chém chúng nhưng mà nhảy. Tức là đúng rồi, số thốn mà. À không sao, vẫn được giải được top rồi. Được top và ngon rồi. Chưa vớ vẩn vậy. Thằng này có nhiều thằng đấy. Thôi sao không? Thì vế ơi. Ừ không sao, kệ. Phan đi đây. Ô. Chính ra nam ấy. Chính ra tôi. Đúng rồi. Ui Tom Sơn không ấy. Ui tôi tôi. Đâu rồi. Ôi. Ôi. Xịp phiếu hồng, ở đây mình thấy xịp phiếu hồng là màu 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 gì nhỉ? Hình như màu trắng hay sao ấy. Nhớ không nhận là màu trắng. Đâu, à xịp xanh ạ. Con này màu quần dày quá, không nhìn thấy xịp đâu cả. Rồi. Thì kiểm tra đằng này có thằng đông 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 đớp hết mà không có. Cảm thấy bình thường chúng nó hay thủ ở đây mà bây giờ đâu hết rồi. Chúng nó đâu hết rồi. Ồ, mình nghe thấy tiếng bắn ở đâu ấy. Đấy ơi, toàn phiếu hồng thôi. Ôi, tôi. Mình sợ nhất là cái khẩu rách ấy, nó bắn đau lắm á. Khó kiểu lúc mình dồn cũng sợ, bởi vì nó bắn vớ vẩn là hai một hai viên là chết một bố rồi. Đây là xịp hai màu nhá. Ui, rách ạ. Rách mà anh sợ, rách. Hết đạn chưa? Để bắn này. Mấy khẩu này thì được cái bắn mạnh nhưng mà kiểu nó ít đạn mà. Thì mình cứ căn câu câu đạn nó đi. Thì dễ cao hơn. Yeah. Rồi. Ui, từ đầu này. Mình đi săn thì chưa hồi trước thì không thích cái map này đâu. Dạo này bây giờ thích lắm. Nó kiểu nó nhỏ hơn map sa mạc một tí là nó dễ nhiều cái địa hình. Hay. Ui. Vớ vẩn vậy. Đi ra đột phát là chết luôn con phiếu bự. Ok, rồi. Mình thôi sorry nha, mình sẽ chắc là một thêm một hai ván nữa thôi bởi clip dài mình không up lên được. Nó nói quá, nó lag. Rồi. Nguyên khu vực này chả thấy thế nào rồi. Tôi đi ra đối chỗ đồ to vậy. Hello. Im ấy, vắng tanh luôn. Ui đồ to kìa. Ui. Ít ra đây. Ý, có bom vậy. Chết đi. Chết. Này không chết. Ui trời ơi. Đù, cái gì vậy. Con đồ to nó hồi sinh sau lưng mình.
Mình vừa thấy nó chết mà sau mà tự nhiên nó sau lưng mình. Nhỏ nhỏ thích mình. Gì được. Ô đấy con rách đấy. Ôi quyết tâm giết nó con này rồi nè. Có giết được không? Thế đầu to đằng sau một con vế hồng mà. Chúng nó kiểu đứng thủ cái bờ tường này rồi, nó cầm rách. Ôi thôi mất top rồi. Nhỏ quá rồi. Tao bị móc lốp rồi. Quẩy lên. Ôi. Ở đây vế kìa. Vẫn để nó bắn chết. Sợ quá, sợ mấy con này. Đừng út. Trời ơi. Thằng cầm rách, thằng thì cầm sáu nòng này. Ôi, bình tĩnh, mình sẽ đợi em lên luôn. Rồi. Với hồng kìa. Xin lỗi. Nó bắn ra mấy viên mà sắp chết luôn này. Ôi kệ, cứ cầu gì mình giết được và đừng con vế hồng này. Với hồng xịt trắng này. Tránh ra nào. Ơ à, ơ à, không chui được à. Ôi dồi ôi, con đồ nhỏ. Nhưng tránh ra tao xiên chết ra mày thợ. Đôi. Ôi thôi xong rồi, nó AFK này thì xong ăn rồi. Ồ máy quá nó điên. Anh đến đây. Đôi, ăn đi. Này, bắn nó đi. Ôi kìa. Ôi dồi ôi thơ. Ôi không sao, vẫn giết được cái con vế hồng kia là mình hạnh phúc rồi. Nó bắn mình nãy giờ luôn. Ghét không chịu. Ở đây. Ôi, cô tô đấy. Đây. Ôi dồi. Đây, đến nơi chết này, nó ăn gì. Ôi, ván rồi trời ơi. Thôi, kệ. Vẫn trả một mối thù. Là giết được con vế bự. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây này có ui. Vãi. Nguyên si cái khu này không đứa nào. Cái đĩa mà được lôi nhưng mà chả dám bắn. Định là mỗi khẩu lục lên thôi. Cầm mày nhìn cho nó đẹp. Làm gì đấy. Đây đi. Cảm ơn nhá. Ui ui được thôi ạ. Ê làm gì. Đừng bắn nó. Quậy. Ôi. Ôi. Ui ôi. Chết đâu. À, nó đi cận chiến mình. Ui ôi thôi. Vẫn được hai giải rồi ngon rồi. Rồi. Chú ý không chú nó ra chip hồn sau nó đập cho cái là hỏng hết cả người. Ok có ép rồi. Sống lên, anh đây đây. Ok, với ok. Ui 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 ui. Chết. Ui ôi. Chú nó bắn rát quá. Thôi, ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like và subscribe của mình nha. Bye.